Cửa Lò có bãi biển đẹp, trong xanh, mang vẻ đẹp thiên nhiên hấp dẫn nhiều du khách. Cùng với các biệt thự, sân golf rộng rãi, đây là địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng trong mỗi mùa du lịch. Với không gian thoáng đãng, mát lành, du khách sẽ được hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ một cách đúng nghĩa vào những ngày hè nắng nóng. Du khách không chỉ được hòa mình vào với biển, mà còn được thưởng thức những món ngon từ biển, đem đến một cảm giác lạ miệng, đậm đà như chính vị mặn mòi của biển cả. Gỏi là món ăn ưa thích của nhiều người. Hương vị chua thanh, cay dịu, mặn ngọt, hòa quyện với hải sản tươi ngon sẽ rất thú vị cho thực đơn những ngày hè oi bức của các gia đình. Ngoài những thực phẩm thông thường như cá, cua, nghêu, thì món gỏi hải sản chua cay sẽ ngon và hấp dẫn hơn với món mực, một thực phẩm giàu dinh dưỡng, thanh mát. Tuy nhiên, rất nhiều người lầm tưởng rằng ăn gỏi hải sản là các thực phẩm đều phải ăn sống. Bởi ăn gỏi hải sản sống, nguy cơ tiềm ẩn bệnh tật đối với sức khỏe con người rất lớn. Để đảm bảo an toàn cho gia đình mình, chúng ta nên ăn gỏi hải sản đã nấu chín để tránh nguy cơ ngộ độc, tránh nhiễm ký sinh trùng vào cơ thể. Theo các chuyên gia, thành phần dinh dưỡng có trong 100 gram mực có 300 calo, 400 gram nước, 60,1 gram chất đạm, 4,5 gram chất béo, 2,5 gram chất bột. Ngoài ra, còn có một số chất khoáng vi lượng quý như sắt, kẽm, protein, axit béo omega 3, đồng, vitamin B và iốt. Chất đồng chứa trong mực ống được chứng minh có tác dụng tốt cho sự hấp thu dinh dưỡng của cơ thể, lưu trữ và chuyển hóa sắt và hình thành hồng huyết cầu. Thưa quý vị và các bạn, gỏi hải sản là một món ăn cực kỳ bổ dưỡng đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên thì ăn món này vừa đúng cách vừa tránh nguy cơ tiềm ẩn bệnh tật đối với con người thì không phải ai cũng biết. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng vào bếp với anh Đình Kiên, đầu bếp trưởng của nhà hàng Biển Ngọc để hiểu hơn về món ăn này. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu một món gỏi hải sản. Đây là một món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe con người. Bây giờ ta vào bếp luôn em nhỉ? Vậy món gỏi hải sản này gồm những điều gì ạ? Gỏi hải sản này là nguyên liệu chính là mực tươi và tôm tươi. Thì đây là mực tươi mình giống như một tròn được, nhưng mà mực tươi hình da mực nó phải trắng. Đấy, cái thân mực nó phải dày. Cái này thì còn mực nó về để tươi, phần hai là nó về dày nó ngon được hơn. Các nguyên liệu phụ để kèm theo để làm thế được cái món gỏi hải sản thì gồm những có là riêng, xà, đậu, thơm, là gọi là rau quế, rau mùi tàu, ớt cay, ớt sừng, cà chua để làm trang trí, dưa chuột, dưa leo, hành tây, hành tím, chanh, vừng sốt cô xí tăng, muối, tỏi, đường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bếp. Chúng ta phải sơ chế những cái mực và tôm trước. Trước tiên sẽ để mực, chúng ta phải bóc cái da này đi và bỏ những cái diêm của cái mực ra. Ta lấy cái máng của mực ra, bỏ như này, sau đó mình khửa lại phần mực như thế này cho nó đẹp. Ta mình cắt này như thế này. Đối với tôm chúng ta bóc đầu, sau bóc vỏ làm sạch. Sau đó mình
khi ta đã chế biến xong các nguyên liệu thì ta biết bật nước sôi và một vài củ hành bỏ vào trong bếp nước sôi để mục đích cho nó thơm và cho một chút xíu gia vị bột ngọt. Khi nước đã sôi thì chúng ta cho mực vào trước vì là mực nó chỉ nấu lên thôi. Sau khi cho mực vào cho nước đã sôi thì chúng ta tiếp tục cho tôm vào. Và bắt đầu nước sôi, khi nước sôi thì mình chú ý mình vớt cái bọt. Vớt cái bọt này được không? Vớt cái bọt bật này. Tôm mực đã chín mình vớt ra. Tôm thì nó có màu đỏ và mực thì nó là màu trắng. Khi ra thì nguyên liệu gồm riêng, xả, hành, chúng ta lại thải và ngâm nước sôi để nguội. Xong rồi mình đổ nước ra để ráo và chúng ta cho các nguyên liệu mình vừa mới làm xong đó là mực và tôm vào. Bây giờ tất cả những này mình cho gia vị một chút xíu bột ngọt, đường này, rồi chút xíu muối, nước mắm mình cho khoảng 2 thìa và cái đặc biệt là cái sốt của món gỏi này là rất hợp với cái sốt của Hàn Quốc. Mình gọi chung là đồng tương ớt nhưng mà nếu tiếng Anh gọi là bằng cốt xí chăng. Chúng ta sẽ bóc đều đúng không? Đúng rồi, bóc đều xong bóc đều xíu đó rồi chúng ta mới cho hành này vào. Đã bảo như đây mình cho rau thơm đã mình đã chuẩn bị xong bỏ vào đảo đều và nêm nếm vì là chua cay mặn ngọt. Sau khi mình đã nếm thử món ăn ngon thì mình để trang trí và bày ra rượu. Vừng đã rang. Thưởng thức cái món gỏi hải sản thì tôi cảm thấy là cái hương vị của nó là vừa chua vừa ngọt, là có cái mùi thơm của riêng của xả rất là ngon và tôi cảm thấy là rất là phù hợp với là chế biến cái món ăn trong gia đình của mình để cho con hoặc là cha mẹ thưởng thức. Và tôi nghĩ là cái món này tất cả các cái du khách đến đấy sẽ thích và cảm nhận được cái món ăn đó. Tôi thấy là món vừa nhìn cũng hấp dẫn và nhìn có vẻ cũng dễ chế biến. Và vào mùa hè này thì tôi thấy là cái món này thì phù hợp với không khí biển ở đây hơn. Ai đến ở du lịch ở đây hoặc là khỏe thăm ngang đấy thì rất là có thể rất là thích cái món này tại vì là hợp với ở biển. Và món gỏi hải sản này thì cho tôi cảm giác là nhẹ nhàng, dễ ăn và rất là thích. Nếu chế biến mực theo phương thức chiên rán thì chúng ta đã tiêu thụ gấp 3 lần lượng calo cùng với transfat. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ cho bệnh ung thư, rất có hại cho sức khỏe con người. Vì thế với mực chúng ta nên luộc, hấp hơn là chiên. Mực cung cấp lượng protein rất lớn có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, protein trong hải sản có chất lượng cao, giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, lại dễ ăn, dễ tiêu hóa, giúp chống bệnh trầm cảm, tăng chức năng thị lực, cải thiện chức năng phổi, bổ não, duy trì độ sức khỏe cho xương, rất tốt cho người bị thiếu máu.
hầu hết giun sán, ấu trùng đều bị tiêu diệt bởi nhiệt độ nước sôi trong thời gian nấu chín hải sản. Vì vậy, biện pháp phòng bệnh tốt nhất là ăn chín, uống sôi. Dù chế biến thức ăn trong gia đình hay đi ăn ở các điểm du lịch, bạn cũng nên dùng hải sản đã nấu chín kỹ. Tuyệt đối tránh ăn cá, tôm, mực hoặc các loại cua, cá biển còn sống, tái hay chưa nấu chín. Thường nghĩ đến món gỏi hải sản là chúng ta ngửi đến ăn sống. Nhưng mà món gỏi hải sản chúng ta làm đây thì các nguyên liệu như anh là tôm, mực là chúng ta phải chần chín trước khi để đi vào chế biến và bóp gỏi. Để bởi vì lưu ý là cái món gỏi hải sản là hải sản nó có nhiều cái giun sán. Nếu như mà chúng ta mà làm sống thì nó ăn nhiều khi nó nguy hại đến cái sức khỏe con người. Với hàm lượng chất béo thấp và nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng, thì mực cũng là một sự lựa chọn tốt cho những ai muốn giảm cân. Bằng cách ăn nhiều hải sản thay cho thịt trong các bữa ăn hàng ngày,